Em sao quay anh tưởng ai thì nào xài phone giữa tầng 6. Cái quán bar này giống như quán bar đó. Sân rộng. Khi mà hôm qua nhầm coi trời lờ đó. Ừ.
6 người. Em đâu biết chú cơ nó chưa mấy giờ hả chú cơ? Không ngủ đớm rồi. Con ngủ đớm đi. Mò này tôi mò gì vậy? TTC. Mày đọc cái gì cơ? Được. Đó là chiếu. Một chiếu. Joker kìa, Joker 12:45. Ừ. Có một ông đớm đi, có một ông đớm. Chứ em sợ ba mình đâu có quỷ án được. Hả? Quỷ án á. Quỷ án hả? Có phim quỷ án em đâu coi được. Quỷ án phim Nam. Anh có phim Việt mình đâu có phim nào hay hả? Ừ, cái gì có gì. Nước á. Không sao. Kia, anh lại quay cái bắp con kìa. Cái bắp con. Bắp con ở đây nó có bán nước nào khác ngoài nước ngọt không cho mấy á? Menu hay cái menu? Cái menu à? Ok, mỗi giá thông tin trước theo hoành thôi. Tại anh đâu biết em mua size gì đâu. Em anh cứ chọn nước thôi, mình mua size gì cũng được. Cái căn hộ của người ta ở hả? Ờ đúng rồi. Nó vừa căn hộ ta ở mà nó vừa mon luôn á. Thế cho nó đi toàn cảnh xuống thành phố rồi. Ờ được, quay hết luôn. Sao đừng rớt điện thoại rồi. Ừ. Đường này như vô nhà anh ta mà. Vô nhà ta, vô hồ bơi á. Không được vô đâu. Không được vô đâu. Trong vòng có này thôi.
Cái mô hả? Không, cái này là Sky Pool. Sky Pool Coffee thì mình đang uống coffee thôi. Chân vô quay chắc được, không biết chân vô quay. Số phòng mình coi số mấy? Số 2. Number 2. Em có phim thấy hay không? Khoan, em đợi để em quay toàn cảnh phía trên chưa quay. Ok đi.